Hello, xin chào tất cả anh em đang xem video của kênh Huy Chim Đồ đây. Thì tuần vừa rồi nói chung là đầu tháng anh em ha, nên bên mình hơi là bận, hơi ra video hơi trễ. Thì đây là một Codex Erebon hàng sắp đẻ luôn nè. Cái giống ship khách nè, quá đã luôn. Đó, đỏ gần full người luôn á anh em ha. Thấy không, phần bụng phía dưới nó đỏ anh em thấy không. Đó, thì cái nguồn Codex Erebon này thì anh em thấy đó, anh em nào mua rồi thì biết rồi, chất lượng rất là ok. Sẵn khoe cái keo sô mới, anh em thấy đẹp không? Trời ơi, design lại xíu logo nè. Rất là đẹp luôn. Rồi, Codex Erebon em lên bài mới anh em nha. Thì chú ý dùng em, đa số là đỏ qua lưng hết, cá còn đang tơ. Tay bơi của bên em là Codex E, tay bơi anh em tay bơi dày, dài. Thấy chưa? Nó khác biệt liền anh em, chất lượng khác biệt liền, đa số đỏ qua lưng hết, gần đỏ full hết trơn à, đỏ 80-90% hết rồi. Đó, này anh em mua gấp nha, chứ anh em để nó full người là em bán giá khác liền. Rồi, hàng này giá trị tương đối cao nên thực sự là anh em nào có nhu cầu hoặc là thấy ưng mắt thì có thể inbox qua Zalo của em báo giá luôn. Đó, hàng này tương đối cao em báo trên đây thì nó hơi không vui, có nhiều thánh vô chém gió em không vui. Rồi, tiếp tục là bài giống Luzerbang Lutai. Cái này là nhà em cúp điện, quầy thiếu ánh sáng, nhưng mà anh em thấy đó, nó lại thành ra cái nét đẹp khá là huyền bí luôn nè. Bữa tối nó cúp điện mà tự nhiên thấy cái hồ này nó bơi, cái đuôi nó ống đẹp quá nè, cầm ra quay luôn. Sáng này là sáng đèn đường nó chiếu vô nha. Đó, đẹp không? Đẹp ảo diệu luôn á. Rồi, con hàng này 350 một cặp, anh em đang mua một tặng một anh em nha. Cá hàng lớn, size giống, đuôi đồ phơm đồ bung cực đẹp cho anh em luôn. Tiếp theo đó là hàng giống là rồng xanh anh em nha. Đó, này là rồng xanh Half Moon Platinum. Anh em thấy vây con máy rồi đó, thì cũng biết chất lượng rồi đúng không ạ. Hết bài cho anh em luôn. Hàng khủng giá đẹp luôn anh em nha. Hàng này thì 300k một cặp, anh em bắt hai cặp thì giảm 500 anh em nha, hai cặp là còn 500k. Bao cá đẹp, cá làm giống đẹp cho anh em luôn, nhìn con máy hết bài rồi nè, vây cực đã. Rồi, cái này là Will Coi Sọt Rip Bong Tay Bơ Bướm anh em nha. Thằng này lô trước là một cặp 300, mua một tặng một, lô này em còn ít, em tặng anh em hai cặp luôn, 300 mua một tặng hai, 300 ba cặp. Đó, nói chung là còn ít thì bán nhanh xả hết bầy anh em, chứ anh em đừng có nói là bố mới mua 300 có hai cặp, cái này giảm 300 ba cặp rồi. Thì nói chung cá ít là em giảm mà anh em, chứ anh em khỏi lo. Chương trình diễn ra liên tục mà, giảm loại này không giảm này cũng giảm loại khác mà anh em. Rồi, Ivory luôn, Ivory chơi lớn luôn anh em nha, 300 một cặp, một tặng một, nay em tặng hai cặp luôn đó, cho nó hết nhanh anh em ha. Phơm đuôi anh em nói đó, mấy con cuối này là càng để là em dưỡng nó càng lên, càng giữ nữa không, giờ tuấn tá đồ bự rồi đó. Nói chung cá ấy nên nó đẹp hơn. Rồi, đồng đỏ hàng VIP anh em nha, đỏ hàng VIP 350 một cặp, trời ơi, trống là hết bài luôn anh em, máy là vay khỏi hết bài luôn rồi. Rồi, 350 một cặp, mua một tặng một anh em nha, cực chất luôn. Rồi, Codex E anh em nha, vẫn tươi như ngày nào anh em nha, phơm đẹp anh em nha. Đó, cá này thì là cá khoảng size gần 3 tháng rưỡi, size hơn 3 tháng, phú quỳ bụ bẩm. Đó, này về chỉ đợi đẻ thôi chứ không đợi gì hết anh em nha. Màu cực tươi, 350 một cặp, mua một tặng một. Rồi, gôn vàng lóng lánh ống ánh này có 150 một cặp à anh em, vàng full người, đầu đít đồ tay bơ đồ full hết, em đang quay dưới nắng luôn anh em, đẹp không thể ngờ luôn. 150 một cặp, mua một tặng một luôn anh em, quá trời đẹp. 150 một cặp, mua một tặng một, là cặp chưa tới 80 luôn anh em mà nó đẹp kinh người.
Cái này giá thị trường vào khoảng 120, 150, 200 tùy chỗ. Còn hàng này là hàng cũng full hết người anh em nha. Mà hàng này thì là nó có tay bơi. Lúc này em quay đang nắng quá đó, nên là phải giảm độ sáng xuống, nên là vàng không có bằng cái con hồi nãy. Con hồi nãy quay tại vì trời nó sáng ngà ngà, nó không có sáng như vậy. Cái này sáng chói quá nên anh em nhìn nó hơi bị chói. Đó, chứ thật ra là màu rất là vàng luôn anh em. Đó, em bắt lên cho anh em xem nè. Thấy chưa? Ẩn lên tay em thì nó sẽ vàng lên nè. Đó. Tại vì mà đây đang nắng chói quá nên nó sẽ chá con cá chúng ta. Ngày này 300k một cặp thôi anh em. Máy vẫy đẹp 300k một cặp thôi. Còn hàng này là hàng mềm hơn một xíu. Cũng trong bầy luôn anh em, mà hàng này tơ hơn với lại tay bơ nó chưa lên full nha. Hàng này thì vui vẻ anh em, 150 một cặp thôi. Đó, 150 một cặp thôi anh em. Hàng này chưa full tay bơ nha, có tay bơ nhưng chưa full. Ây da, mê ta lắp tay. Hàng này bữa anh em cũng hỏi nhiều lắm nha. Chơi lớn con này luôn anh em ơi. Thị trường đang tầm khoảng 150, 200 một cặp nha. Hàng này em sell cho anh em bự. Sell bự 200k một cặp bán cho anh em luôn. Nhưng mà em tặng thêm 2 cặp được không? 200k này được 3 cặp. Rồng xanh nè. Trời ơi, rồng xanh còn mười mấy cặp cuối bán hoài không hết. Anh em chán rồng xanh rồi sao á. Rồi chốt lại cái nhẹ nè. 300k một cặp, mua 1 tặng 2 là 300 được 3 cặp. Nó chứ còn mấy con cuối bữa giờ dưỡng lên mập lắm rồi. Nên em để lâu không bắt là em bắt để lại em làm giống đẻ tiếp. Gì đây? Lutobot Ribbon. Trời ơi, Ribbon tay bơ bướm, Finxy các thứ luôn anh em ha. Ribbon tay bơ bướm đồ anh em nha. Rồi xả hàng này cho anh em luôn. Hàng này là 150 một cặp anh em nha. 150 một cặp. Bây giờ hôm nay em xả 3 cặp 300 luôn. Nó nãy máy đã trống nè. Đẹp ngất ngay, 3 cặp có 300 ngàn. Quá hot. Quá tuyệt vời luôn.